Hello, Lucas CryptoHolic. Xin chào anh em. Ở video này mình sẽ cho hướng dẫn cho anh em cách thực hiện cài đặt MetaMask và thực hiện chức năng swap trên MetaMask. Thì uh, có lẽ đối với nhiều người anh em nào chơi crypto thì đều biết MetaMask. Nhưng mà với những anh em mới vào thị trường ấy, thì có lẽ là chưa biết về MetaMask đâu. Thì mình nói sơ qua luôn. MetaMask là một trong những cái công cụ mà nó khắn liền trực tiếp với cả trình duyệt web của các bạn như là Chrome hoặc là những anh em nào sử dụng Brave. Thì uh, chúng ta đã biết là blockchain là một cái công cụ là một cái cuộc cách mạng nó hoàn thiện internet, Đấy, nó có thể gọi là một hình thức tiền tệ uh, của internet giúp mọi người có thể thực hiện chuyển tiền, chuyển token, chuyển coin giữa các ví với nhau. Ok, thì mathematics giúp chúng ta là có thể có một cái ví trực tiếp gắn liền trực tiếp với trình duyệt của các bạn. Đấy. Thì uh, mình phải nói ngày hôm nay là dành cho cả những người mới và những người cũ nữa bởi vì sao những người cũ ấy mọi các bạn có lẽ chưa biết là metamask mới update một cái tính năng đó chính là metamask swap nghĩa là mình có thể chuyển đổi token ngay trên metamask này và một lý do nữa tại sao mình muốn giới thiệu chức năng này đó là bởi vì là khả năng metamask sẽ ra token các bạn ạ nghĩa là sẽ ra đồng coin token riêng của metamask và câu chuyện lại quay trở lại cái Câu chuyện là Uniswap là cũng là sàn phi tập trung đầu tiên có volume rất là lớn, cộng với cả sàn 1inch cũng đã ra token ấy. Đấy, thì thôi trước là Uniswap có airdrop tặng cho những ai giao dịch trên sàn Uniswap là 400 UNI, ít nhất là 400 UNI, còn những ai mà cung cấp thanh khoản trên sàn Uniswap thì còn nhiều hơn nữa. Và mình biết là nhiều người đã trở thành triệu phú và có một số tiền rất là lớn từ cái việc airdrop UNI này. Đặc biệt là các bạn quốc tế. Đấy. Còn với một inch cũng như vậy, ai đã từng giao dịch một inch thời điểm vừa rồi ấy, thì là cũng đã được mà một inch airdrop cho. Đấy, tầm 650 đồng gì đó. Và hiện tại những cái đồng coin này đặc biệt là Uni đã tăng lên 15 đô và hiện tại nó đang rank 13 các bạn ạ. Mà cái cap của nó đã là 4 tỷ đô. Bởi vì sao? Bởi vì quá nhiều người sử dụng Uniswap. Giống như cái con Wise token mình có nói đấy thì là những cái gì uh, muốn trở thành phi tập trung ấy thì phải list lên uniswap uniswap nó là một cái công cụ mà không ai can thiệp được vào Đấy, nó là một cái sàn phi tập trung không phải đăng ký tài khoản không ai kiểm soát uh, ví của các bạn cả mà ở đây chúng ta sẽ thông qua metamask một cái công cụ rất là hay bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em nhé ok thì uh, chúng ta sẽ vào cái trang là metamask.io đó thì uh, khi chúng ta sẽ nhìn thấy cái giao diện ở đây mọi người có thể uh, đọc qua Đấy, cái công cụ, cái mục đích của MetaMask là như thế nào à, Rồi các bạn có thể check được team Về mặt MetaMask thì các bạn có lẽ là không cần phải lo lắng Bởi vì cái công cụ này nó tạo ra để phòng chống Cái việc gọi là các bạn bị xâm hại từ cái thị trường crypto này Đặc biệt là những hacker luôn soi mói ví tiền điện tử của các bạn đúng không Đặc biệt là những cái trang web mà clone, trang web giả mạo, trang web fake ấy Nó mục đích nó vào để nó lấy những cái keyword của các bạn để ăn cắp tài sản kỹ thuật số của các bạn thì chúng ta phải sử dụng metamask ở đây metamask có nhiệm vụ là phát hiện những cái trang web giả mạo ở đó cực kỳ hay luôn ok về mình sẽ hướng dẫn anh em nhé thì chúng ta ở metamask này chúng ta sẽ ấn nút download về download về thì nó có ba hình thức này android us bỏ app rồi cái android và iOS trên điện thoại ấy, các bạn có thể tải nhé các bạn tải phải đúng link đặc biệt là các bạn trên Android nếu không là dễ bị phần mềm ảo lắm. Còn US thì không phải lo. US thì chúng ta sẽ có chuyển gõ MetaMask ra Chrome. Thì mình đang sử dụng Chrome đây, thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách thực hiện trên Chrome nhé. Chúng ta sẽ ấn vào Install MetaMask for Chrome, OK? Thì hiện tại nó sẽ hiện ra một cái cài đặt extension. Thì chúng ta add vào Chrome thôi. Chúng ta add vào extension. Đấy. OK, đã xong rồi đấy. Thì ngay sau các bạn khi các bạn cài đặt xong ấy, thì nó sẽ hiện ra một hình con cáo ở ngay đây thôi. Đây, các bạn ghim nó lại để nó hiện ở đây. Bởi vì các bạn sẽ phải dùng rất là nhiều. À, chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục nhé. Get started. Thì ở đây nó sẽ hiện ra một cái bên là nếu như các bạn đã sử dụng ví điện tử, đặc biệt là ví Mu Myetherwallet ấy, thì các bạn sẽ nhập nhập cái 12 keyword của các bạn vào đây. Đây. Đấy. các bạn nhập 12 keyword của các bạn rồi đây. Rồi các bạn tạo một cái password mới, password mới confirm rồi các bạn import thôi. Thì các bạn sẽ có lại được cái ví mưu của các bạn mà sử dụng thông qua MetaMask. Còn đối với những các bạn mới, các bạn chưa có ví thì mình khuyến khích các bạn nên tạo một cái ví trên MetaMask. Ok. Chúng ta create new này. Sau đó chúng ta agree và chúng ta sẽ sẽ tạo ra một cái password trước đi, Đấy, thì mình sẽ tạo cho anh em mẫu nhé, một cái password, hai password phải giống nhau, cái này thì đơn giản rồi đúng không? ai cũng làm được. rồi chúng ta tích vào đây là tôi đã đọc các điều khoản của nó, chúng ta create, create thì đến bước này là một cái bước rất là quan trọng, các bạn phải hiểu là cái ví blockchain của các bạn ấy bản chất của chúng ta ấy là một cái ví ở trên mạng internet và mỗi người sẽ phải tự cái quản lý cái password của các bạn cái keyword của các bạn cái private key của các bạn nếu như ai nắm giữ được cái private key này thì coi như là là có thể có chìa khóa vào nhà của các bạn để lấy bất cứ cái đồ gì thì giống như là cái câu chuyện ở đây là cái câu chuyện mà cái anh mà làm quên cái ổ cứng trong đấy có 7.500 bitcoin đấy sau đó là anh không anh quên pass đúng không thì coi như mất đi thì chúng ta phải bảo mật cái cái backup phrase này cực kỳ quan trọng nhé mình nhắc đi nhắc lại đấy thì mình ấn vào cái hình ổ khóa thì nó sẽ hiện ra 12 cái từ này các bạn có thể lưu ở nhiều dạng các bạn có thể ghi ra giấy và bỏ vào một nơi thật là kín đáo hoặc các bạn có thể uh, cất két hoặc các bạn có thể chụp ảnh lại rồi cất vào một cái phần mềm khóa gì đó tùy các bạn nhé cái này mình sẽ không nói nhiều nữa bởi vì là cái này là cái điều thiết yếu căn bản ai cũng phải biết rồi chúng ta next Sau đó thì nó sẽ yêu cầu là bạn đã lưu lại tất cả những cái thứ đấy Đấy thì bây giờ mình sẽ ấn lại này yeah, Slice Hammer Ready Rồi mình sẽ bỏ qua cái bước này đi để cho nó đỡ mất thời gian của các bạn Ok thì mình đã gõ hết xong 12 ký tự này các bạn nếu phải đúng theo cái thứ tự mà nó đã hiện ra nhé từ 1 đến 12 đúng theo thứ tự như thế sau đó các bạn confirm ok vậy là các bạn, các mình đã pass qua cái bước này giờ chúng ta sẽ ấn vào đơn rồi bây giờ là ở cái chức năng này đang được giới thiệu rất là mạnh mẽ chức năng này là chức năng token swap nghĩa là sẽ những cái, cái swap ở trên nền tảng của eth ấy sẽ chạy ở trên đây và chúng ta sẽ sử dụng chức năng token swap này rất là tiện lợi thay vì chúng ta phải lên sàn À, giao dịch mua bán hoặc là lên UniSwap thì ở đây MetaMask sẽ tích hợp tất cả những cái sàn dex như là UniSwap này, một inch, What Swap, các thứ tập trung hết vào đây, chúng ta có thể trực tiếp uh, swap ngay trên ví chúng ta, swap là chuyển đổi từ token này sang token kia. Thì các bạn có ETH thì các bạn có thể chuyển đổi sang UNDT. Đấy. rất là tiện lợi. Ok, thì mình sẽ nói qua cái chức năng tí, tí nữa sẽ hướng dẫn cho anh em cụ thể hơn. Rồi bây giờ câu chuyện chúng ta là chúng ta đã vào ví rồi thì chúng ta có thể mua bán hoặc là chuyển token nhiệm vụ trước mắt thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách thực hiện đó là à, nạp eth vào đây đi nạp eth vào thì chúng ta sẽ ấn vào đây chúng ta sẽ thấy được thấy cái địa chỉ ví chỉ cần ấn thôi là nó sẽ tự động copy cho anh em địa chỉ ví của anh em hoặc các bạn ấn vào cái hình ba chấm ở đây thì các bạn có thể xem được cái account detail của các bạn đấy địa chỉ đầy đủ của các bạn này rồi là hình qr code địa chỉ ví của các bạn rồi các bạn có thể xem ở trên EtherScan tức là trên mạng lưới blockchain ETH cái ví của các bạn, ok tất cả giao dịch vào ra thì chúng ta biết là blockchain là một cái mạng công khai tất cả mọi thứ đúng không? rồi các bạn có thể export lại cái private key của các bạn, các bạn có thể uh, trích xuất cái private key để các bạn lưu đây private key Đấy. thì các bạn phải nhập uh, password của các bạn vào đây để mình sẽ làm cho anh em luôn nhé Đấy. thì private key nó cũng là một cái công cụ để thay thế cho 12 keyword đó. 12 keyword lúc nãy các bạn lưu thì nó cũng có giá trị tương đương với private key. Các bạn đều có thể sử dụng private key và 12 keyword để truy cập vào một cái ví. Đúng không? Và nếu như ai có keyword này thì họ cũng sẽ vào ví cho các bạn. Đấy. Rồi. Tiếp tục. Đây chúng ta sẽ có cái uh, nút uh, view on etherscan cũng tương tự như vậy. Rồi, giờ chúng ta mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách thực hiện là uh, chuyển ETH vào nhé. OK thì uh, những anh em nào chưa biết mua bán tiền điện tử ấy thì có thể sử dụng sàn Alinex để mua bằng việt nam đồng. Các bạn uh, có thể nạp việt nam đồng vào ví ở đây. Trước khi có thể giao dịch các bạn phải xác minh tài khoản các bạn nhé, nhớ phải xác minh tài khoản. Sau đó thì các bạn sẽ sử dụng việt nam đồng đó mua ETH rất là đơn giản thôi. Mình có những cái video hướng dẫn rồi hay ở kênh youtube của Alinex các bạn có thể vào thì mình sẽ để link đăng ký ở bên dưới tất cả mọi thứ để các bạn theo gia giao dịch nhé. Sau đó thì các bạn sẽ rút eth từ sàn Alinex hoặc là ở sàn binance thì mình cũng đang có một ít uh, eth ở trên sàn binance thì bây giờ mình sẽ rút cho anh em mà mẫu nhé Ok thì bây giờ mình sẽ copy lại cái địa chỉ ở đây của ví metamask. Các bạn có thể vào ở dạng uh, trình duyệt trên web tab như thế này hoặc các bạn có thể vào MetaMask thì nó ngay bên cái hình bên này Đấy, nó sẽ hiện ra một cái giao diện nhỏ ở đây các bạn chỉ ấn vào đúng chưa và các bạn thực hiện thao tác ở đây đỡ vào thông qua cái trang này làm gì cả đúng không rồi sau đó thì mình sẽ vào bên sàn Binance anh em nào chưa có tài khoản sàn Binance thì có thể đăng ký nhé Ok sắp tới bên mình sẽ ra những cái chuỗi video hướng dẫn cơ bản đặc biệt là cho những anh em mới rồi thì các bạn paste cái địa chỉ ví của các bạn vào đây được chưa? Rồi các bạn sẽ chọn là ETH bởi vì chúng ta đang ở trên nền tảng của ETH mà Ethereum, ok? Rồi thì các bạn chuyển về đó và số lượng tối đa chẳng hạn, ok? Rồi gửi đi thôi. Đó là chúng ta sẽ nhận được uh, ETH vào đây để có thể giao dịch, ok? Mỗi khi các bạn uh, lưu ý nhé là các bạn mỗi khi các bạn mở cái trình duyệt cái tắt trình duyệt đó đi và mở lại thì chúng ta sẽ phải sign in vào cái metamask chúng ta sẽ phải nhập cái password vào ok thì bây giờ mình sẽ sign in nhé rồi đây là ví chính của mình đây để mình làm hướng dẫn cho anh em cái video này nhé thì bây giờ mình sẽ rút cái eth vào cái địa chỉ này cho mọi người xem rồi thì tối đa rồi mình rút thôi Đấy ok Rồi bỏ qua cái bước hướng dẫn này đi ok và đã rút xong Quay sang cái ví metamask của mình đấy thì cái ETH nó đã vào đây rồi rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách thực hiện swap ở trên nhịp Metamask nhé. Chúng ta sẽ ấn vào swap ở đây. Bây giờ các bạn có thể swap, ví dụ bây giờ mình swap ETH đi sang một cái token gì đó. Các bạn có thể chọn cái token bất kỳ mình lành nhất thì là mình nghĩ là USDT đi. Ok. USDT. Tất cả những token ở đây đều định dạng là ERC20 nha mọi người nhé. Rồi, Thì mình nhập ở đây mình swap 0.2 đi. 0.2, 0.3, 0.3 sang UDT. Được chưa? Sau đó các bạn ấn vào Get Quotes hoặc là các bạn xem cái chức năng ở đây. Cái chức năng bổ sung ở đây là nó có cái slippage slip ở đây nghĩa là cái độ uh, trượt giá. Chúng ta phải hiểu là khi chúng ta giao dịch ấy, thì là nó sẽ luôn có cái độ biến động ví dụ ở ETH nó luôn luôn biến động đúng không? Ví dụ nó đang là 1.400 hay 1.300 hay 1.200 gì đó thì chúng ta cái 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 giá nó cũng sẽ biến động ở trên này như thế thì chúng ta phải để cái trượt giá là bao nhiêu để khớp lệnh nhanh tuy nhiên là mình cũng khuyến khích để mặc định là 1-2% này thôi còn trừ khi những cái token mới quá mới lên sàn nó biến động mạnh thì chúng ta phải điều chỉnh lại custom đặc biệt là những cái chức năng này anh em nào đã sử dụng sàn Uniswap thì sẽ đều biết Ok. Thì mình sẽ để mặc định như thế thôi. Và mình ấn get Quotes Get Quotes ở đây tức là Metamask này nó sẽ tìm tất cả những cái giao dịch mà có thực hiện uh, giao dịch mua bán ETH với USDT ở trên những cái sàn như Uniswap, 1 inch hay Swap đấy. Nó đang hiện ra này, này. Thì nó sẽ hiện ra một cái ở đây và nó cho chúng ta lựa chọn với những cái mức phí tương tự ở trên các sàn khác nhau. Đấy. Chúng ta sẽ thấy là hiện tại rẻ nhất là chuyển đổi swap làm phí mất là 26 đô. Đấy, cái câu chuyện phí ở đây nó cũng sẽ tùy thuộc vào cái thời điểm. Nếu mà các bạn giao dịch vào ban đêm tầm 3 4 giờ sáng ấy thì phí sẽ rẻ hơn. Còn cái thầm ban ngày này này thì phí khá là đắt, đặc biệt là lúc nào mà cái lượng giao dịch ở trên mạng ETH mà nó lớn ấy thì lúc đó là càng nguy hiểm thì càng phí đắt. Ok. Thì bài toán ở đây chúng ta là phải chấp nhận bởi vì là ETH hiện tại vẫn là ETH 1.0 thì tốc độ giao dịch của nó rất là thấp. Đấy. Nên là phải chờ cái câu chuyện ETH 2.0 thì lúc đấy thì chúng ta mới cải thiện về tốc độ đấy. hoặc là những cái đồng coin mà blockchain khác nó làm cái layer 2, lớp 2 lên. ETH thì chúng ta sẽ cải thiện tốc độ nhiều hơn. Tuy nhiên là câu chuyện đây chúng ta phải chấp nhận hiện thực sự hiện tại là như vậy. Ok, mình sẽ lại này. Giờ mình sẽ Thực hiện cho anh em chuyển đổi từ ETH sang UDT bằng cái chức năng Swap này Và mình cũng khuyến khích anh em nên Swap nhé Swap để có cái volume để nhớ may nó token airdrop nó sẽ dựa vào volume của các bạn đấy Ok Thì mình sẽ đồng ý luôn này Swap đấy. Và cái UDT sẽ được ép vào account của các bạn khi mà giao dịch tiến hành thành công Đấy và các bạn có thể xem cái giao dịch này của mình ở trên Etherscan trên blockchain để xem bao giờ giao dịch nó thể thành công nhé Ok, mình sẽ bao lại Ok, như vậy là Metamask đã thông báo là 381 USDT đã add vào cái account của mình thì mình nhấn vào view thôi Đấy, đã được cộng USDT rồi Như vậy là chỗ 0.3 ETH của mình đã chuyển thành 381 USDT mình đã thực hiện giao dịch thành công ở trên ví MetaMask ok và các bạn có thể xem cái giao dịch ở đây nó báo là success rồi Đấy. chuyển đổi từ ETH sang USDT rất là tiện lợi trên MetaMask có mỗi là cái phí hơi đắt thôi hơi chát thôi chứ không thì khỏi phải vô sàn Uniswap làm gì để chúng ta có thể trực tiếp thực hiện swap trên này đúng không? Ok bây giờ mình còn hướng dẫn một số cái nữa anh em sẽ phải asset bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách thực hiện mà add token để cái những cái token của các bạn ấy nhiều lúc các bạn chuyển token vào token ở dạng ERC20 tức là token của ETH ấy, vào ví rồi nhưng mà trên Vitamask nó không hiện ấy. đấy thì lúc đấy anh em sẽ phải bắt buộc là phải có một cái bước đó chính là add token add token ở đây thì mọi người có thể search cái tên của token Y hay là gì đó tùy mọi người Bây giờ nó cũng hỗ trợ nhiều rồi. Những cái Token mà có lâu đời rồi ấy, thì nó sẽ hiện ra đây, mình mọi người chỉ search là nó sẽ ra thôi. Mobi Token các thứ này. Thì chúng ta có thể là những Token mới ấy, thì đối với Metamask nó chưa hỗ trợ thì chúng ta sẽ phải tự add Custom Token ở đây. Add như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn luôn cho anh em nhé. Thì lúc đấy mọi người có thể vào CoinGecko này. Bây giờ mình sẽ làm ví dụ một cái đồng coi đi. Uh, có cái cô này nó đều là một trong những cái công cụ mà mình nghĩ là rất là hay mọi người sẽ nên sử dụng tham khảo những cái đồng coi mình hầu ở trên này. Mình có thể khai khác khai thác được nhiều thông tin. Đấy, ví dụ nhá mình sẽ chọn cái đau uh, đi. Đấy thì bây giờ là mọi người sẽ tìm đến contract của nó, contract ở đây. Các bạn copy có nút copy luôn nhé, rất là tiện. Sau đó các bạn vào ở đây ví metamask các bạn kéo xuống rồi các bạn tìm vào mục s add. add token rồi các bạn ấn vào phần custom ở đây rồi các bạn paste cho mình cái địa chỉ ví contract hợp đồng vào đây đấy thì metamask nó sẽ nhận ra đây là chính là token maker đấy rồi decimal 18 sau đó thì chúng ta next thôi và chúng ta add token vậy là cái ví của các bạn nó đã hỗ trợ MakerDAO đây nó sẽ hiển thị ở đây ok chưa rồi bây giờ mình còn một uh, hướng dẫn một cái chức năng cuối cùng nữa mọi người chú ý nhé uh, chức năng cuối cùng của MetaMask đó chính là cái uh, mạng ETH như chúng ta đã biết thì uh, mạng ETH là MetaMask sản mặc định rồi tuy nhiên chúng ta có thể ép được nhiều cái mạng trên khác ở trên MetaMask đây thí dụ là mình có thể add uh, Binance Smart Chain này, là trên của Binance rồi mình có thể add được mạng Opera, Phantom rồi uh, mạng của Huobi. Đấy, rất là hay. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn qua cho anh em nhé Ok thì ở đây mình sẽ làm cho anh em ví dụ một add một cái mạng blockchain khác vào trên MetaMask nhé um, Cái này khá là đơn giản thôi, tuy nhiên là nó sẽ phải cần có thông tin từ chính cái blockchain đó. thí dụ như ở đây mình muốn add binance thì mình phải có thông tin của binance smart chain để add được trên metamask. cái này đều có hướng dẫn nhé. thì thí dụ các bạn quan tâm vào trên nào thì các bạn sẽ tự google của chính dự án đó để các bạn add trên đó lên nhé. thí dụ mình ở đây thì mình vào binance com academy để lấy cái dữ liệu về binance smart chain. Đấy thì mình kéo xuống dưới này sau đó mình sẽ hướng dẫn cho anh em nhé ở đây nó cũng có hướng dẫn khá là đầy đủ chúng ta sẽ vào setting vào cao setting sau đó chúng ta vào phần network và chúng ta sẽ phải copy cái ở đây cái rpc url này nhé cái mainnet bởi vì là binance có mainnet riêng của nó rồi chúng ta sẽ vào đây bạn ấn vào hình cái logo của bạn này này bên cạnh chữ eth mainnet nhé rồi các bạn kéo xuống dưới Các bạn setting cho mình Rồi Các bạn tìm đến network này Rồi Sau đó các bạn ấn vào s network này Rồi sau đó các bạn ấn vào RPC Đó Rồi những cái thông tin ở đây các bạn điền tương tự cho mình Như bên bên trái của màn hình Trên ID là 56 Symbol BNB explorer này là https này thì mình đây và mình lưu lại ok vậy là nó đã vào rồi đấy smart chain rồi ok mình có thể nhìn thấy là chúng ta đang ở trong smart chain của binance rồi khá là hay và các bạn có thể chuyển bnb mua bnb ở trên alinex hoặc là binance để các bạn chuyển về đây địa chỉ ví nó sẽ như là địa chỉ ví của eth luôn đấy cực kỳ hay nhá Ok, những cái này mình đã làm những cái video hướng dẫn ở trong những cái phần uh, hướng dẫn để thực hiện thao tác mining cái đồng Ken Token này, Channels.finance này, rồi hay là cái video nói về uh, hobby Token này, ok, rồi, ok, còn chức năng gì nữa không nhỉ, um, mình sẽ xem nào, còn chức năng nói nốt trước khi kết thúc video nhé thì ở đây là các bạn có thể tạo quản lý nhiều địa chỉ ví ngay trên cái MetaMask của các bạn. Các bạn có thể tạo mới, các bạn có thể import những account của các bạn sử dụng 12 ký tự khóa private key. Rồi các bạn có thể connect với cả những cái ví cứng của các bạn. Ok. Rất là hay. Nói chung là các bạn nhớ là nên swap một hai lần gì đó. Nhớ là lúc để cái phí giao dịch nó rẻ thôi, đỡ mất phí được mấy trăm nghìn liền. Ok. Thì uh, hy vọng là Metamask sẽ ra token sớm để anh em có được token airdrop Và Metamask sẽ, sẽ sớm và vô top của coin cô thôi Sẽ trở thành đồng coin có vốn hoa lớn như là Uniswap hoặc là hơn Hy vọng như vậy Ok, thị trường crypto này luôn luôn có những cái rủi ro nhất định Nên mọi người nên cân nhắc đầu tư nhé Nhớ là phân bổ vốn thông minh thì các bạn sẽ không bao giờ bị uh, mất hết tiền vốn đầu tư Các bạn nên phân bổ vốn thông minh Ok, mình nhắc lại như thế video nào mình cũng nhắc vậy bởi vì là thị trường luôn luôn có rủi ro không có gì chắc chắn một 100% cả ok như vậy là hy vọng cái video này bổ ích và hữu ích cho anh em các bạn nhớ like và ủng hộ cho cryptoholic nhé nhớ subscribe cho kênh cryptoholic và nếu như bạn nào chưa tham gia vào những cái nhóm ở trên này thì các bạn có thể theo dõi cryptoholic ok rất nhiều thông tin hay về các dự án mà châm ngôn của cryptoholic Cryptoholic đó chính là invest crypto with you, nghĩa là những cái dự án mà bên mình đăng là những cái dự án mà bên mình sẽ đầu tư, sẽ đầu tư cùng với cả mọi người nên mọi người không cần quá lo lắng. Ok. Uh, Lucas xin chào các bạn nhé.